Thưa các quý vị, kính thưa các vị khách quý, tôi sẽ bắt đầu bằng cách bảo xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới vì đã tổ chức sự kiện ngày hôm nay. Myanmar là một trong những quốc gia mà đã gần như là đã bị bỏ qua bởi cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và chúng tôi là bắt buộc phải đi tắt vào cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những cái hoạt động mà thông thường gắn với những người đi sau như chúng tôi là việc nhảy vọt, và những cái động lực mà gắn liền với cái việc nhảy vọt này là chúng ta cần phải có một cái bước nhảy mang tính lượng từ, bởi vì cái bước nhảy mang tính lượng từ và nhảy vọt là rất là quan trọng đối với những quốc gia như chúng tôi, những nước đã bị lạc hậu trong vài thập kỷ vừa qua. Khi tôi nói rằng chúng tôi đã tham gia vào một bước nhảy vọt, thì tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ rất là cụ thể. 5 năm trước, giá của điện thoại di động ở Myanmar là khoảng độ 1.500 đô la. Bây giờ nó đã giảm xuống còn độ 1.5 đô la. Và truy nhập tới băng rộng đã nhảy vọt, tăng từ 1% lên 105%, và đó chỉ trong thời gian 5 năm. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể nói rằng đấy là một bước nhảy đại nhảy vọt. Một cái bước đại nhảy vọt khác dẫn đến một cái bước đại nhảy vọt này dẫn đến một bước đại nhảy vọt khác, bởi vì chúng tôi có truy cập đến điện thoại di động, và điện thoại di động, chúng tôi đã có thể tiến bộ theo những cái phát triển theo những cái định cái phương hướng rất là khác biệt, không thể kỳ vọng. Myanmar là một đất nước mà chúng tôi có không có một cái nền văn hóa ngân hàng. Mọi người nghĩ rằng tiền an toàn nhất, là tốt nhất là nhét dưới đệm hoặc là để trong túi. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi đã đạt đến cái điểm khi mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có thể tiến lên phía trước và biến những người mà chưa có dịch vụ ngân hàng thành những người sử dụng dịch vụ ngân hàng. Và với điện thoại di động, rất nhiều các điện thoại di động mà người ta đang sử dụng ở hiện nay là các điện thoại thông minh, 30% điện thoại di động là điện thoại thông minh, và điều này đã xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng không chỉ là ngân hàng mà còn là thương mại điện tử, chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ có thể phát triển rất là nhanh chóng, không chỉ ngành thương mại điện tử mà là thương mại xã hội, truy nhập và cung cấp truy nhập đến Internet cho rất nhiều người công dân của chúng tôi thông qua điện thoại di động mà không phải là qua các biện pháp khác. Nhưng cái việc này lại rất là nhanh và rất là rộng rãi, mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi không còn là người bị đi sau trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư nữa. Cái việc này đã được xảy ra như thế nào? Nó bắt đầu bằng những cái phương thức rất là thực tế. Chúng tôi không tin tưởng vào chủ nghĩa bảo hộ. Chúng tôi mở thị trường của mình để hỗ trợ cạnh tranh. Và đó là lý do vì sao mà truy nhập tới, tiếp cận tới băng rộng đã trở nên nhà rẻ, nhanh và dễ dàng đối với hầu hết người dân của chúng tôi. Và đó là cái nhu cầu thực tế, cũng như là cái sự tin tưởng vào người dân của chúng tôi, tin tưởng vào cái nguồn nhân lực của chúng tôi, bởi vì chúng tôi tin rằng cạnh tranh là rất là lành mạnh. Chúng tôi không sợ cạnh tranh. Nếu chúng tôi mà sợ cạnh tranh, thì chúng tôi sẽ không thể theo kịp tất cả các cái quốc gia khác mà may mắn hơn chúng tôi, mà đã đi trước chúng tôi rất nhiều trong cách mạng công nghiệp 4.0. Trong cái hành trình cách mạng công nghiệp 4.0, chúng tôi tin rằng con người của chúng tôi, những nhân dân người dân chúng tôi có thể xử lý được các cái thách thức, và điều đó dẫn chúng tôi đến một cái điểm, một cái khía cạnh rất là quan trọng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đó là cái nhân tố con người. Tiến sĩ Schwab đã nhấn mạnh về điều này, nói rằng chúng ta không thể thua, không thể đánh mất cái tài sản quan trọng nhất, đó là cái bản sắc, cái sự sáng tạo. Và như vậy, cách tiếp cận của chúng tôi tới cách mạng công nghiệp lần thứ tư là dựa trên cái niềm tin của chúng tôi, trên cái sự sáng tạo, sự đồng cảm và cái chất lượng của con người của chúng tôi, đặc biệt là thanh niên. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thông thường là gắn với
thanh niên, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng gắn với tất cả chúng ta. Chúng ta đã nói về kết nối thông suốt giữa các khu vực, giữa các vùng. Chúng ta cũng phải nghĩ tới kết nối thông suốt giữa các lứa tuổi, giữa người già và thanh niên và các cái lứa tuổi khác, bởi vì tất cả mọi người cũng phải làm việc với nhau trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nếu chúng ta muốn cách mạng công nghiệp lần thứ tư trở thành thành công với nhân loại, không một quốc gia cụ thể nào hay một cái khu vực cụ thể nào, mà toàn bộ nhân loại. Cách tiếp cận của chúng tôi tới cái nhân tố con người là đầu tư càng nhiều càng tốt vào con người, người thanh niên cũng như là người già cũng như là người trẻ, những người mà lĩnh vực giáo dục sẽ được mở rộng, rộng mở cũng như là cung cấp giáo dục. Tất cả những người được đi học cũng như là những người không được đi học, chúng tôi muốn mở ra các cái cơ hội cho tất cả mọi người, bởi vì chúng tôi tin rằng tất cả người dân của chúng tôi đều có một phần, đều có vai trò trong cái việc tạo ra, biến cách mạng công nghiệp lần thứ tư trở thành lợi ích, đem lại lợi ích cho con người. Với từng cái cách mạng, của cách mạng công nghiệp đều có những cái yêu cầu về thay đổi về kỹ năng, và điều đó đòi hỏi phải có sự giáo dục đào tạo. Chúng ta phải cung cấp cho người dân những kỹ năng mới. Chúng ta cần phải đảm bảo cho họ cái sự tin tưởng, cái sự tin cậy để mà đối mặt dũng cảm với các cái trải nghiệm học tập, và phải có quyết tâm để thành công trong việc đó. Trong quá khứ, các quốc gia ASEAN, đặc biệt cụ thể là những nước kém phát triển hơn, hầu hết là đã phụ thuộc vào lao động kỹ năng thấp để thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên hiện nay thì chúng ta cần phải có một cách tiếp cận khác. Chúng ta cần phải nắm bắt cơ hội mà cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại cho chúng ta. Các quốc gia ASEAN cần phải sẵn sàng với các cái kiến thức mới và kỹ năng phù hợp. Và hệ thống giáo dục của các quốc gia được xem là rất là quan trọng, vô cùng quan trọng trong cái việc làm thế nào mà chúng ta có thể đối mặt với các thách thức của thời đại của chúng ta. Chúng tôi muốn học tập từ tất cả các quốc gia trên thế giới. Tôi rất là vui khi biết rằng là giáo sư Schwab là người của Thụy Sĩ, bởi vì chúng tôi coi Thụy Sĩ là một cái mô hình cho cái hệ thống giáo dục của chúng tôi. Cái giáo dục không được nhắc đến nhiều trong các cái bài phát biểu ngày hôm nay, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải dịch chuyển cái điểm nhấn của chúng ta sang, trong cái ngành giáo dục của chúng ta, sang các cái kỹ năng thực tế thay vì là các cái bằng cấp mang tính hàn lâm, đặc biệt là ở đất nước tôi. Khi mà nơi mà chúng ta chỗ mà nơi mà chúng tôi có cái nhu cầu vượt lấp đầy các cái khoảng cách giữa chúng tôi với các nước phát triển, chúng tôi phải tập trung vào cái khía cạnh thực tế của giáo dục, và bằng cách là tập trung vào các khía cạnh thực tế của giáo dục thì chúng tôi có thể cung cấp cho tất cả những người trẻ của chúng tôi, không chỉ là những người được ưu tiên, mà tất cả những người thanh niên từ khu vực nông thôn chẳng hạn, những người không có ưu tiên được đi học phổ thông, có thể theo kịp những người khác. Những cái ý tưởng sáng tạo cần phải được khuyến khích. Những cái người thanh niên sáng tạo và trẻ tuổi cần phải được khuyến khích, là họ luôn luôn có được có cơ hội công bằng bất kể là cái bằng cấp của họ như thế nào. Dữ liệu từ những cái nguồn trước đây nói rằng từ 50-75% của các việc triển khai các công nghệ mới đều bị thất bại về mặt chất lượng cũng như là về tính ổn định, bởi vì đã bỏ qua cái nhân tố con người. Chúng ta không thể thất bại, bởi vì chúng tôi đã ở quá, đã đi lạc hậu quá đằng sau. Ở đây chúng tôi không chỉ nói thay mặt cho Myanmar và cho tất cả các cái quốc gia đang phát triển, những quốc gia tôi không muốn nói là vẫn chưa hẳn, không muốn nói là đi sau, mà là vẫn chưa hẳn đi trước ở trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Có rất nhiều các cuộc nói chuyện về cái tinh thần kinh doanh phù hợp, tinh thần doanh nhân phù hợp, nhưng tôi vẫn không chắc lắm là chúng ta có nói về tinh thần doanh nhân riêng hay không, hay là chúng ta nói về thương mại, hay là giáo dục, hay là tinh thần doanh nhân như là một cái tinh thần nuôi dưỡng những cái lĩnh vực mới, nuôi dưỡng những cái tinh thần mới để bắt kịp những người đi trước chúng ta. Cái sự chăm sóc đó, như ông Schwab đã nói, là cái sự chăm sóc là cái điều mà tôi nghĩ rằng là điều quan trọng, không chỉ
cho cái ngành trong cái lĩnh vực thương mại mà trên toàn bộ các cái lĩnh vực khác của đất nước. Và cái sự chăm sóc này cần phải gắn kết với sự sáng tạo và sự đồng cảm. Nếu như chúng ta không sáng tạo thì chúng ta sẽ không thể đối mặt được với những cái thách thức của một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới mà chúng ta sẽ không kỳ, chúng ta chưa từng kỳ vọng vài năm trước, hay là chúng ta cũng có thể đối mặt được với những cái thách thức. Để đối mặt với những cái thách thức mới, chúng ta cần phải sáng tạo. Ở Myanmar, chúng tôi có cái sức mạnh của sự sáng tạo của thanh niên. Hệ thống giáo dục của chúng tôi trong vòng vài thập kỷ vừa qua cũng không đủ mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng bắt đầu thấy rằng những người trẻ, những người thanh niên với cái sự sáng tạo rất là mạnh mẽ. Và mặc dù là chúng tôi đã đầu tư ít vào các cái nghiên cứu, nhưng mà năng lực nghiên cứu của thanh niên của chúng tôi rất là đáng ngạc nhiên, rất là đáng kể. Chúng tôi hy vọng là không lâu nữa thì chúng tôi có thể chứng minh với thế giới rằng bằng thông qua những cái ví dụ cụ thể thay vì những cái lời khẳng định chung chung rằng là thanh niên của chúng tôi là những người mang có tính sáng tạo và có thể tạo ra những cái nghiên cứu có ý nghĩa. Hệ thống không thể tự được tạo ra. Mỗi ý tưởng hay là mỗi đều có những cái ý tưởng mới, và các kỹ sư thì cần phải có để biến ý tưởng thành thực tế. Và như vậy thì sự sáng tạo cần phải được gắn với các kỹ năng thực tế cũng như là các cách tiếp cận thực tế để khiến cho cái tài năng sáng tạo của chúng ta có thể đưa ra được thị trường. Chúng ta không thể tránh cái việc nói tới thị trường trong diễn đàn kinh tế thế giới, và chúng tôi nhấn mạnh rất nhiều vào cái nhu cầu làm sao có thể làm cho các cái tài năng của nhân viên, của thanh niên của chúng tôi có thể đem ra được thị trường. Cái việc đưa cái tài năng ra thị trường là có một cái mục tiêu nữa, tức là gắn kết toàn bộ khu vực của chúng ta. ASEAN là một khu vực có cái sự có khoảng cách phát triển rất là lớn, và để mà lấp đầy cái khoảng cách này thì chúng ta không chỉ là cái trách nhiệm của những người bị đi, những người lạc đi đằng sau, mà còn trách nhiệm của cả những người đi trước. Tôi nghĩ rằng là các cái nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã cho thấy rằng mặc dù đã có cái tinh thần rất là tiên tiến của thanh niên, thì họ vẫn muốn có được cái sự bình ổn cũng như là cái sự an ninh an toàn. Và đó là cái nhu cầu của con người đối với an ninh và an toàn. Và chúng tôi hy vọng là đất nước của chúng tôi có thể đóng góp phần của mình trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sao cho cung cấp được cho người dân của chúng tôi không chỉ là sự an ninh an toàn về tài chính, mà còn các cái hình thức an ninh an toàn khác nữa. Thế giới luôn luôn cần phải có cái sự độc đáo của con người và kỹ năng của con người. Máy tính cung cấp cho chúng ta những cái giải pháp toán học, nhưng nó không cung cấp cho chúng ta cái sự nhận xét cũng như là những cái trả lời mới. Đó là cái trách nhiệm của con người. Tôi muốn nhấn mạnh rằng là đất nước của chúng tôi sẽ nhấn mạnh vào cái nhân tố con người, vào cái việc đầu tư vào nhân tố con người, và chúng tôi có thể đóng góp không chỉ vào ASEAN mà cho cả thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư không phải là cái điều gì đó mà chúng ta đang mơ về, mà chúng ta đã biết thông qua các kinh nghiệm của các cái cách mạng công nghiệp trước. Và tôi tự hỏi không biết là đã ai có cái nghiên cứu gì, đã làm cái nghiên cứu nào về cái sự khác biệt giữa các cuộc cách mạng công nghiệp. Các cái cuộc cách mạng công nghiệp này đã tạo ra cái sự khác biệt gì vào cái kho tàng tri thức của con người hay không? Nó đóng góp gì vào cái IQ của con người? Liệu qua từng cái cuộc cách mạng công nghiệp thì IQ và cái trí tuệ con người có tăng lên hay không? Tôi cũng không biết rằng cái cuộc công nghiệp, và chúng ta cũng thấy rằng là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra ngay trước các cái chiến tranh thế giới. Và như vậy thì chúng ta cần phải rất quan tâm đến cái mục tiêu của các cái cuộc cách mạng công nghiệp. Và vậy thì cái mục tiêu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì? Có phải là đơn giản là làm cho thế giới của chúng ta trở thành một thị trường thương mại tốt hơn, hay là biến thế giới của chúng ta thành một cái thế giới tốt hơn
hay không? Và đó tôi nghĩ là cái mục tiêu mà chúng ta cần phải thảo luận với nhau. Và tôi rất cảm ơn giáo sư Sharp đã tổ chức sự kiện này. Tôi nghĩ rằng nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái cơ hội để mà tìm hiểu xem chúng ta có thể làm gì để làm cho cách mạng công nghiệp lần thứ tư trở thành một chất xúc tác đem lại cho chúng ta một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn.